tôi đấy là nguyễn nhân cử, tức là sau khi được nhập ngũ thì tôi cũng sang bên campuchia làm công tác giúp đất nước bạn khỏi cách thống trị diệt chủng của bọn Khmer đỏ. Thì năm 1978 ấy thì cũng sang, bắt đầu là sang bên đấy. Thì sang đầu tiên á thì sang ở miền Bắc Cà Tum ở Đầm Bé, trong hoạt động trong một thời gian để đưa dân về bên nước mình, rồi tù binh tất cả là ở bên nước bạn là đưa sang bên mình để làm công tác, tức là để công tác để giáo dục các tù binh để trở lại với đất nước Campuchia. Thì lúc đó là chúng tôi là cũng tham gia chiến tranh ngay Đầm Bia và ở Mi Mút. Thì lúc đó là thời gian đó là đang rất chi là khắc nghiệt. Thì hoàn cảnh của đơn vị đó, thì lúc vào đó đó là nói chung lại là chỉ có lính mới. Thì lúc đó là ba tôi cũng là tham gia cái trận đầu tiên. Thì trong cái địa hình và tiếng tăm ở nước bạn đó, thì chúng tôi cũng là chưa biết rõ, cũng chưa biết là trong cái đó là cái tỉnh nào hoặc là cái khu nào, huyện nào cả. Thì chỉ biết là càn quét, chỉ biết là đánh nhau ở trong rừng, trong núi để mà đưa dân ra. Rồi bao nhiêu đã thu thập những, bắt được những tù binh thì cũng là đem về nước để rồi huấn luyện, để rồi giáo dục họ trở thành người của đất nước Campuchia, để đưa họ sang để làm cách mạng. Trong thời gian đó hoạt động đó thì đơn vị chúng tôi á là càn quét ở Đầm Bia mà tham gia chiến đấu với bọn Khmer đỏ, là cái sư đoàn ở đó ở Đầm Bia Mi Mút, là sư đoàn đặc chủng đó của Khmer đỏ, tức là sư 260 là sư đặc công. Thì mà tôi đương đầu với sư đó là cũng hơi vất vả, đánh cả ngày cả đêm. Thường thường là cái sư của 260 quán đó chủ yếu là đánh vào đêm, nhưng mà họ đánh ban đêm. Mà trong cái gian nan của lính mới á, là cái thời gian vào thì lính mới là đa số, còn cái lính khung của cái đoàn 600 thì chỉ có ít thôi, cho nên là rất vất vả, kinh nghiệm chưa có. Đó là sau cái thời gian mà mình làm ở Đầm Bia và Mi Mút thì bắt đầu là chủ yếu là tác chiến ban đêm. Mà trong cái ban đêm đó là tác chiến là chỉ dùng lưu đạn, chỉ hàng nằm chứ hầm giữ chốt dùng lưu đạn để đánh, chứ còn cũng ít phát huy hỏa lực B-11. Thì trong cái thời gian đó là cũng càn quét ở vùng Mi Mút, mà cứ càn đi nó quấn lại nó đánh theo kiểu du kích của ta ngày xưa đấy, cho nên là rất chi khó đánh. Thì sau cái thời gian đó thì xong ở Mi Mút thì bắt đầu lên quốc lộ 7. Lên quốc lộ 7 thì cái lúc đó đó thì trong cái bản đồ địa bàn có bản đồ địa bàn chiến đấu thì chủ yếu là có chữ Pháp, là đa số là có chữ Pháp. Thì bắt tôi là bên trinh sát đi mà không hiểu là cái tỉnh này là tên gì cả. Thì trong bản đồ địa bàn của họ là chỉ có không biết là chữ Pháp không. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì vào đấy đó thì cũng không hỏi, không có dân để mà hỏi xem là cái tỉnh này là tỉnh nào hay cái huyện này là huyện nào cả. Thế là thời gian nằm ở quốc lộ 7 thì cũng là đưa tù binh về nước và bắt về các nhà tập thể của bên nước bạn ấy. Cũng đông lắm, bắt một lúc tù binh phải vài ba chục người. Thì về canh giữ thì nói chống lại bộ đội Việt Nam đó, phải đối xử tử tế, không bao giờ đánh đập đấy. Làm công tác trên bận rất tốt, cũng cho ăn cho uống, đêm nằm thì không chăn cứu gì cả, thôi cứ cái mùa hè mùa khô đấy nên cho nằm ở tập thể còn lính gác. Nhưng mà cái gì thì cái, nhưng mà cũng trói dây trói chân cái này cái đồng gác. Nhưng mà tôi cưa mấy cái mảnh với đoạn gỗ dài này nằm trong thẳng như là cái cưa cái ngàm ra, bỏ chân vào đó, chân khúc gỗ lên trên buộc lại, chỉ thế thôi. Sau thời gian đó thì vào đến đó thì đưa dân ra, đưa dân chủ yếu là về Lộc Ninh nhiều, đưa dân họ về Lộc Ninh nhiều. Còn về Lộc Ninh á, là cái bên cái ban ở Lộc Ninh là cách ăn ở rồi là đưa họ đâu thì chúng tôi không biết, là chỉ làm nhiệm vụ áp tải đưa tù binh và dân về Lộc Ninh, bà già trẻ con đi về Lộc Ninh Lộc Tấn ấy. Đưa về đó là công tác trên tận đưa đó. Còn một chuyện tiếp tục sang quốc lộ 7, lúc đó là cái năm 79 ấy. Mà tôi lên đó thì chủ yếu là các quân đoàn nó đánh đi trước cả, càn quét đi trước,
mà cái tàn binh quay lại mới là đánh vất vả. Chỉ có mìn không, mìn rồi nó đi rồi nó phục rồi đủ trò đủ trống. Thế vào đó thì lúc đó thì bà tôi nằm ở cái, không biết cái huyện đó là huyện gì, nhưng nằm ở sông Sa Lông. Cái lúc mà ngày Tết quân đội ấy, là bà tôi đang ở bên sông Sa Lông. Thì mấy ông già chủ đoàn trưởng công phát biểu là bây giờ ngày Tết quân đội các anh muốn ăn Tết ấy, là phải vượt qua sông, là phải đánh để vượt qua sông. Rồi để thay Dung Phong bây giờ họ đang nằm bên kia bờ sông, tức là đầu Tết của các anh đang nằm bên kia bờ sông, thì các anh muốn ăn Tết thì phải vượt qua bờ, vượt qua sông Mê Ca, sông Sa Lông. Thì sang sông Sa Lông ấy, lúc đó cũng đúng độ trận đánh cả đêm, thì sang đến qua bên bờ sông Mê Công ấy, thì là được sông Sa Lông ấy. Thì mà tôi là lúc đó là cũng không biết là ở cái huyện nào cả, nhưng mà được chỉ thị là cho trinh sát sang trước. Sang lúc đó thì nó không phải được gì cả, cũng như thế là anh bụng chung thế thôi. Thế là sau sang được, nguyên tắc của trinh sát ấy, là sang sông, vượt sang sông là bung ra 30 mét đến 50 mét phía trước để đảm bảo cho đơn vị vượt sông. Thì lúc đó thì vượt sông sông thang thì đơn vị coi như là trinh sát báo về muốn là ở trước, phía trước có địch, thì anh em đơn vị coi như là quay lại không vượt nữa, sợ là sang bên kia là sợ đánh hết xuống sông. Mà cái đêm qua quay lại được một ngày, nằm tại chốt một ngày để vượt hướng khác. Vượt hướng khác hàng ấy, là được có lệnh của trung đoàn là chi viện cho 742 là cái trung đoàn 742 của quân khu 7 đấy. Thì sang đó là cũng một khu một cái cây gì giống cây gai ngày ngạnh của mình, ô trời vất vả. Ông tôi sang đến nữa thì chi viện, tức là sang bên kia bờ sông Sa Lông rồi đã được lệnh của trung đoàn, tức là để chi viện cho 742 của quân khu 7, cái trung đoàn nữa. Thì lúc mà được chi viện vào đó, thì vào lúc bao giờ để thay chốt cho cái đơn vị đó chi viện đó, thì vào có nghĩa là đúng là khói bom đạn, khói chiến trường mù mịt, mà ở dưới đồng bằng không có rừng núi gì cả, mà hắn lại ở trong rừng thôi, mà cái chốt ở ngoài đây là dưới đồng bằng. Bao giờ vào đó thì có nghĩa là tanh bành sát pháo, lính mình lúc đó là thiệt hại cũng nhiều lắm. Đánh đến nỗi mà mức độ mà 37 hạ nòng chúng bắn bộ binh là lúc đó đánh mất chốt, đánh mất tiểu đoàn thông tin. Anh đánh nhá, bọn không nghe đồ, đánh mất tiểu đoàn thông tin. Lúc mà tên trở lên tiểu đoàn thông tin đó, là lính mình thiệt hại nhiều. Anh thì nằm ở trên bờ chết, anh thì mới lao xuống nữa, người dưới hầm nữa, người trên bờ cũng chết. Cho nên là mất hết rồi, tiểu đoàn thông tin mất, tiểu đoàn vận tải mất. Lúc đó được chi viện đâu và có trận đó thì vào, họ cho đánh. Đánh vào thì có nghĩa là sát mình chè cũng nhiều, mà sát thắng cũng nhiều. Nhưng mà tôi trực tiếp ấy, là chỉ huy trinh sát, lúc mà tôi đã tham gia rồi đó, trinh sát rút ra để bảo vệ tiểu đoàn, để bảo vệ trung đoàn. Thì bảo vệ trung đoàn lúc đó tôi là làm nhiệm vụ là cử mấy anh coi như là áp tải với xe đi dung phong đưa thương binh tử sĩ ra. Thì lúc đưa thương binh tử sĩ ra thì lúc tôi nói là cũng khỏe, một mình á cổng một thằng, dắt một thằng nhá, thì mắt muốn có thấy chi nữa, máu mia là mắt muốn thấy, cứ dắt ra. Dắt ra thì dạ, đưa sang đi cho thanh niên sung phong rồi có cát. Cổng một người. Cổng một người, dắt một người. Dìu một người nữa. À, dìu một người nữa. Còn cái thằng mà tôi cổng ra, tôi nói xin nó lộ phép nhưng mà. Nói chi tiết rồi đó. Cổng ra, tôi xuống hỏng tôi lôi lên đó. Hỏi là hắn cứ rên. Có nghĩa là lúc mình xin là kích thân ra điên như kích trâu. Thế tôi đồng thời là phải cổng nó, còn thằng bên là tôi dắt nó đi. Dắt nó ra, dìu nó đi. Ra đến nơi thì gặp gì ở đường thì gặp thanh dương phong, nên là bảo thanh dương phong là đem ra phủ. Thế là nó cái đi, còn nó kia tiếp tục quay vào thì lính mình ấy, bị sức ép nhiều, mà rất là nhiều thằng, cái thằng ông Bôn ấy. Bôn là người Quảng Ninh, nó xách hai khẩu B-10 và B-1 súng ấy. Anh kéo liệt từ trong nó ra, anh vừa đi đến buổi bữa xin lỗi các khán giả chứ mà chết hết trong đây, còn bay đang còn lùn đi cuối ngoài đây thôi. Làm nó lính mình trong thiệt hại nhiều quá. Thế xong cái trận đó thì tối rồi, 7 giờ 8 giờ nên được lệnh rút ra. Thì lúc đó là nó cũng giải tán cả, cũng chạy hết. Nhưng mà tôi về khẩu, cái khẩu sáng ngày đó là bây giờ đây là đi ngay đêm bữa là tiếp tục lên bờ sông Mê Công. Nhưng mà sông Mê Công thì cái lúc mà cái mùa khô nói là cái đất mũi là hắn đi
cứ đến nửa trái chân cái đất bụi cái đỉnh cái mà cứ đi đoạn này người sẽ lại đụng xác chết. Xác chết tức là hắn cứ vùi sơ đất lại đi dẫm là sột sột lên đến bờ sông, lên đến đó để mà thay chốt này, lên đến đó, đến đó là lúc 12 giờ, 12 giờ đêm. Có nghĩa là đi cả một đoạn nhưng mà không nghe một tiếng động. Và tôi vào trinh sát xong ra báo cáo trung đoàn là tình hình là ở địa điểm mình đến là yên ổn, không có vấn đề gì. Bây giờ vào đó thì cho anh em vào là tạm đóng quân ở rừng Lê, ở đó là rừng Lê. Thì xong cái trận đóng quân đó, thì sang ngày được có lệnh của sư đoàn đến là mới là hôm nay các anh là được cái tiểu đoàn chỉ là một là phải vào chi viện cái thanh niên xung phong và đem xác thương binh tử sĩ ra, tức là cả thương binh tử sĩ là 80 người của mình á, 80 người bây giờ là các đơn vị họ rút cả bây giờ đang để thương binh vi tử sĩ ở trong cái rừng Lê á, rồi bao giờ động tác với thanh niên xung phong với vận tải, tức là đấy cắt đường dẫn vận tải. Lúc đó tôi nói rất chi là khổ công chí nói như thế rồi, nhưng mà cái để mà cắt đường địa hình để vào cái nơi đó là nếu như không mà học không cẩn thận không bao giờ cắt được. Cái đường ở đó là hắn rậm mà hắn đủ thứ, tôi vào hắn chỉ cho địa điểm thôi, cho địa điểm đến đó là thương binh tử sĩ đang nằm ở đó, có đơn vị bạn đó các anh cứ vào đó là sắp xếp khanh ra. Thế tôi dẫn một đại đội của vận tải vào, ba ông trinh sát mới dẫn một đại đội vận tải vào, đi một đại đội vào với khanh thì bao giờ cũng đang chuẩn bị đang ăn cơm để đi, thì cái ông sư ông người ở Thái Bình ông sáng chửi ông địt mẹ các anh cứ lên đà lên đền đang ngồi ở đây hắn chửi các anh to, những thằng to là các anh khanh bỏ mẹ các anh. Thì lúc đó tôi vào bao giờ dừng cắt đường vào và thì đúng địa điểm đến rồi mà không thấy yên lặng không có gì cả. Đây là xác cái gì mà đây là hắn nằm ở phía bên. Và vừa vào đó thì đơn vị bạn hắn có người trực ở đó mà. Hắn có người trực đó là làm công tác với là khanh ra. Khanh là cái người mà khanh thương binh ra thì còn khỏe. Nhưng mà cái anh người mà khanh tử sĩ ra là khốn nạn, cái tức là ở bên đó là đi đến đầu rồi, rồi. Và cái hai anh là một bốn anh là một khanh, một anh để thay đổi nhau mà từ chỗ mà đất này ra đến phủ là phải 30-40 cây chứ không ít đâu, 30-40 cây đường rừng đó là biết, nhưng làm cái nạn nghĩa là đi đến đâu là thay ca ấy nữa, cái hai bốn anh một ca. Còn khanh với thương binh á thì anh còn dễ dàng nghĩ lúc nào nghĩ, còn khanh với xác chết khổ lắm. Bây giờ có thằng ngắn trương trên mùi mẻ tanh hôi rồi giết hắn bâu, có nghĩa là hắn bâu cái anh sống anh chết là từ đầu đến đuôi luôn rồi. Như ông chứ là hai anh chênh, hai anh cầm cái chành đá đi sau cứ phe rủi cái rủi cái đó rủi mức độ đấy. Và đến khanh đa phẫu thì sau đó là họ đi lên máy bay rồi đi phải đâu, cái chuyện đó thì không rõ mình nhiệm vụ là đến nữa. Thế sau khi đến xong cái nhiệm vụ để mà tải thương binh với cùng với đơn vị thanh niên phong tra rồi thì tôi lệnh về rút nằm ở bờ sông Mekong, để chờ lệnh, nằm ở đó bữa sau á. Thế là đi càng vào cái khu biết là cái lúc đó thì tôi sang cũng mới mẹ không biết là cái chỗ đây mà vào đến cái phun nó cũng rộng lắm. Vào đến đó thì tôi chụp tới cái mua là phun mà tôi trinh sát vào đó là sẽ có địch, ở lộn vi dân, đó là cái khó khăn. Nhưng về báo cáo của trung đoàn thì trung đoàn báo bây giờ các anh xác định địch ở lộn vi dân, nhưng mà đúng địch ở lộn vi dân vì thấy trong đó là có súng này, có ống, có súng đấy, vẫn có súng trang bị đàng hoàng mà vẫn có dân, vẫn có trẻ con trong đó. Cái đó mới là cái khó khăn nhất. Cái vừa báo cáo về đi đơn vị thế thì cái ông đại úy Trần Trinh Hoạt lúc đó ông làm tác chiến của trung đoàn, ông bảo là để các anh lại quan sát một lần nữa. Chứ tôi bảo quan sát thì đúng là có tính con nít trẻ con đấy. Mà trong đó là vẫn thấy nó vác súng đi đồng hành, thấy bốn thằng vác súng đi. Tôi với đồng chí Đát ở Thanh Hóa, ở thị xã vào đó, tôi yếm vào thì có tiếng khóc, xong nằm một lúc trinh sát là vào
để ngóng lại cái tình hình rõ xét sao. Và đúng có đàn bà, có con nít đấy, mà vẫn thấy bốn thằng vác súng đấy, bốn thằng ăn vác súng đi xuống kia, đi xuống kia lấy nước. Ê, vừa báo cáo lần nữa là sau là các ông ba bây giờ đi, bây giờ để cho 742 để tập kích, nhưng mà lệnh của sư đoàn là trung đoàn 7 canh vào nữa. Tôi nghĩ ngày hôm sau tôi nói là lúc để mà quan sát lần nữa thì chỉ đoàn tức là vẫn phải vây. Nhưng mà tôi vào đến lúc mà nó hình như nó cũng vây được mình, lúc mà tôi để mà vây để yếm bảo coi như là cái lúc trời đó yếm bảo thì có nghĩa là chỉ có dân không, còn không thấy mình bút, không thấy Khmer đỏ nữa. Thế là vào thì sau về tiểu đoàn đang khiển trách trung đội cảnh sát, tức là dân các anh bảo là địch, nhưng mà đúng là lúc đó là có địch, lính nó phát súng lấy nước mà. Thế vào là đưa dân, lúc đó là đưa dân ra phải đến vài 300 xe. Thế hỏi dân bố tại sao ở lộn với địch, bây giờ nó bảo là mà dân bảo là Khmer đỏ phải bắt ở đó với họ, phải bắt ở đó với hắn. Thế xác định đây đó thì trung đoàn mới biết là trinh sát họ báo đúng. Mà cái thằng Kim Bửi, hắn là người An Giang, nó là phiên dịch của trung đoàn, đưa nó vào để đưa dân ra để khai thác dân, hỏi biết tại sao là ở lộn với địch, thì hắn bảo là dân bảo là bây giờ là địch nó phải bắt ở đó để trồng cây trồng cối rồi tất cả các thứ phục vụ nó. Chứ lúc đó mà tôi đưa dân là cũng 200 dân ra thì tôi nói là ô trời ơi, có nghĩa là lính ta lúc đó cũng đói, chứ lính cũng đói mà dân cũng đói, mà gạo thấy là các kiểu là cứ cho họ 10 gói 2 gói để ăn để đi đường thôi, chứ còn nó không có chia có cộng trong rừng đó, cứ đi bộ để ra thôi, đi bộ ra có người bộ đội dẫn đường cho là cứ đi ra đến cái nơi an toàn, có xe đưa về đưa đi mua đó, thì cái đó không biết sau cái trận đó là cũng không tham gia chiến được cái đánh thằng Bô cả, mà chủ yếu là lấy dân ra. Mà cái lúc đó là cơ bản là lấy dân ra cái chương trình của mình chứ, là phải đưa dân ra tập kết, không để trong rừng, để trong rừng là nó dân họ làm cho buôn bút trồng cây rồi trồng sắn trồng mì cho buôn bút để lấy cái lương thực thu hoạch, cho nên là đưa dân ra hết. Thế sau cái trận đó mà tôi về chỗ gọi là cái chỗ cái thời đó mà nói như thế này, dân á thì họ cũng giác ngộ nhiều, nhưng mà nhiều dân họ chưa giác ngộ gì cả. Nhưng mà tôi làm xong cái trận này ra làm công tác trên vận ở cái phố là phố chị, nhưng mà tôi làm công tác trên vận là vào trinh sát xong á thì nó bảo là dân á, nó bảo là bọn buôn bút vừa đi, bọn buôn bút vừa đi xong, không biết họ nói thật nói lại, lúc là tiếng tâm họ này mình không hiểu ra đang cả. Thế là bọn buôn bút vừa đi, họ là dân đã nói như thế. Thế sau mà buôn bút đi rồi thì nhìn cái dấu tích ấy, cái vết để mà cái sinh hoạt của họ là có đúng buôn bút đi đó không đấy. Nhưng mà thế là có với lý do này là dĩa lao súng hắn đang ở đấy, dĩa lao súng phát thì được, dĩa lao súng có liên là xác định ở đó là đúng buôn bút. Nhưng mà trong đưa rồi thì cái nơi tập kết của buôn bút hỏi dân thì dân họ không dám nói, nó tóm lại không dám nói. Nhưng mà giờ phải xác định bản đồ địa bàn lại, ông Tấn người ở Thái Bình ông bảo là dứt khoát là phun đây sẽ có, cái phun nó sẽ có. Nhưng mà tôi xác định lại là ngày mai là các ông trinh sát bảo là các ông trinh sát phải vào nữa, trinh sát xem. Lúc đó trinh sát bao giờ thì năm anh vào đến nữa, vào đến đó thì vào thì không thấy yên tĩnh, không có gì, chỉ nghe chó cắn lợn, kiểu lúc đó mới giải phóng rồi, chó với lợn có ai quán em đi, nhiều lắm này, bỏ mê ăn. Tôi cho vào nó sẽ đúng là đang hiện trường đang mới, nên được lúc đó là phát hiện được là sẽ có địch, còn không biết là cái cấp cỡ trung đội hay là cỡ tiểu đoàn đại đội gì không biết. Nên là về báo, cũng báo xuống trần, báo tức là ở đó chỉ có cấp đại đội. Nên vào và báo cáo xong là 6 giờ sáng mai tổ chức đánh sức, đơn vị tổ chức đánh sức. Hay quá. Là lúc đánh sớm ấy, là bao giờ lúc độ 8 giờ bắt đầu nổ súng,
Nếu chúng nước trận đó là cứ chỉ được 3 thằng, còn nó chạy hết. Nó chạy hết còn gà gà nha nhít lại đằng mề mà. Nó vào nó chập tới cho đơn vị đóng quân ở phùng ra luôn ở đó luôn. Tạm nghỉ đóng quân đó. Trong quân đó là có nghĩa là gà thì có nghĩa là không cái ông chư ông là chính trị viên ông không mà. Đêm nay các anh ơi là không được sơ vi gì của dân. Gà kéo lợn gà để đó mai dân về. Và các anh không được thịt thả, không được làm gì của dân hết. Cái nằm đêm này nói thôi mà sao cứ thế gì gà chứ từ lên trời đại đi mất cái gì. Người nhà nước, người thường lính cứ nói người nhà nước chết, người nhà nước sống, người nhà nước kệ. Như là cứ thế là bắt là sau dân về ngày mai đó. Nên là dân đi về họ lấy đồ của họ đi. Và sáng mai cái trận đó thì mình không sợ hại, nó tóm lại là mình cứ nổ súng nó bỏ nó chạy thôi. Là những cái trận đó thì cái truy quét thì nó cũng nhỏ lẻ. Nhưng mà thời gian mà căng thẳng nhất là bắt đảo sàn. Đánh tình trận đấy, có những trận đi đánh với răng. Đánh với răng mà đánh khổ, đánh chập tối rồi mà chân ngồi trên tăng cứ chạy cây cối mầm. Bắt được tù binh ngồi trên tăng điện về tiểu đoàn một cô. Bài giải quyết răng giải quyết. Đấy là xô mẹ xuống luôn đi, nó hơi mua mà đèo về nữa. Còn tăng hắn chạy rồi. Tôi nói đánh với răng là không các anh biết. Có biết cái gì cứ ngồi trên tăng rồi đi. Còn chẳng hắn bắn này rằng là kệ trả, còn mình cứ ngồi bên trắng đi. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì cũng bất vả. Nhưng trong cái những cái nào mà trải qua cái thời gian đó thì mới biết được là đời lính hắn vất vả bao nhiêu. Thậm chí có những nghiện đó được 2-3 ngày, thuốc không có hút. Thì trong cái video thì chúng là cũng qua sân trải cũng kể nhiều rồi, nhưng mà cho hắn cũng quên nhiều lắm. Quên những trận mà đáng nhớ thì mình nhớ đã thôi, còn ba hơi như là đánh lẻ tẻ, đánh cái trận nhỏ thì không quan tâm đến này. Nó trong lại mình cái đồ anh đi gì nó là mình chỉ những cái trận lớn, cái trận đó là cái trận tôi nói mà pháo 37 hạ nòng định về cho trung đoàn mới là bây giờ hết đạn rồi, hết đạn thì các anh hạ pháo 37 nòng bắn bộ binh 37 hạ nòng bắn bộ binh rồi vất vả.